Gặp Anu và anh ấy lại gặp rắc rối. Anu, đừng ngốc nữa. Trước mặt anh là một vị tổng thống tỷ phú. Anh có thể yêu cầu mọi thứ từ ông ấy. Mà nhân tiện, anh yêu cầu gì vậy? Thật xấu hổ khi lần này ông Trump là người chế nhạo anh. Không phải tôi, bởi vì anh sẽ thế chỗ ông ấy trong một ngày. Tại sao gọi là chế nhạo ư? Cứ nhìn đồ ông ấy ăn xem. Khoai tây chiên, burger, Coca-Cola, chưa cần hết ngày anh đã trầu trời mất. Sau khi ăn sandwich và uống Coca vào bữa sáng, anh sẽ có cuộc họp với bộ phận an ninh, ký vài loại tài liệu. Ôi trời ạ! Hãy đi dạo quanh thành phố nào. Bây giờ anh đang đợi đoàn xe tổng thống. Có tới 12 chiếc xe chống đạn giống nhau, chịu được sức công phá của một quả bom. Anh sẽ được liên lạc với các nhà lãnh đạo trên toàn thế giới. Ông Putin lại mời anh đến nhà tắm ư? Quá tuyệt rồi, Ano. Giờ chúng ta sẽ đi thẳng. Đến giờ ăn trưa rồi. Một chiếc pizza cỡ lớn đang chờ, ngập tràn trong sốt cà chua và sữa lắc sô-cô-la. Hơi nhạt nhẽo nhỉ? Ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc thì sao? Hay là chỉ ông Kim Jong-un? Hoặc ta có thể tán thành một đạo luật kiểu như mỗi người dân Mỹ cần phải đăng ký kênh Meet Anu. Về tới nhà rồi. Bữa tối nay có đùi gà KFC và nhiều Coca hơn. Có người nói với tôi ông Trump ăn như vậy chỉ để làm mau. Trên thực tế, ôi, đó là lý do lương hàng năm của ông ấy chỉ có $1. Anh đòi phần thưởng là một năm tiền lương của ông ấy sao? Đúng là ngu ngốc. Như vậy, anh được $1, nhưng anh phải trả tiền thuế của $400,000. Như lương gốc của ông Trump, dù ông ấy đã đem tiền tặng hết cho các cơ quan liên bang. Vậy, Anu, anh định bán quả thận nào đây? Mm-hmm.